Anh cũng thực tập trong nhà nghỉ luôn. Nghỉ thằng đó đó chứ ảnh đâu có, ảnh thực tập ở nhà hay gì á. Bắt ảnh về nhà làm. À, có nghĩa là chú Vũ thì còn ăn, ta đưa về nhà thực tập. Về nhà xong thì đưa ảnh bả đi cái nhà bả đốt rồi. Còn con thằng bắn ta. Bắn ra thì nó, tại vì bắt cái thằng đó, nghe nghe thằng em tôi nó dâu già thì nó biết là tại vì bữa nay nó nhậu nè, nó nói nha chị ơi, ta bắt được con mẹ đó rồi. Tại vì hai người cảnh sát hình sự ngay chủ ngay thủ bắn một cái gõ, còn một người nữa thanh niên cũng cảnh sát hình sự bận đồ xin dinh ngồi quán bà đáo là quán cái thằng què què đó, thì giáo diễn Phong Hương đó. Thằng này cái đó xe nó để gò trên cái tỉnh, thì thằng Phụng á, Phụng có thằng Phụng nó trong lúc này nó có thằng Phụng á. Dạ. Nó nói thằng Hậu ra đây ngồi có chuyện nè. Thấy Nguyễn Nhiên nó đứng đó, Hậu nó dọn lại, nó thấy, em thấy Nguyễn Nhiên nó đứng đó, một chiếc xe tắp hàng lên mà nó không có lên, một chiếc xe biếp lên mà nó không có lên, nhưng mà có cái thằng bạn trai nó lại, chạy lại là thằng xe là thằng kia dựng dài, nó giữ đi đâm thằng kia đó, nó dựng lên là nhỏ kia mới bước lên xe là cặp tình nhân của hình sự lại chạy đầu của đây lại là bắt đứa đi và nhốt luôn á. Dạ. Nhốt luôn vừa đó tới giờ thì bắt đầu thả nhỏ này ra nhốt cái thằng kia. Thôi cô không có ngồi đâu. Xong thì bắt đầu tự nhiên nó tới đâu rồi bắt đầu lên xe bắt người đó. Bắt rồi bắt thằng đó luôn rồi còn thì hỏi cái bà chị dâu thì nó nói thằng đó ở đầu Cổ Chiên 23 tỉnh. Cầu Cổ Chiên ở đây mà gần đây mà cô ở đây thì đó là được thằng đó ra. Vậy là cái thằng bùa nó là ở gần chỗ cầu Cổ Chiên. À tại vì con thấy cầu Cổ Chiên nó đâu có lần này không biết ở đây nó đâu có lần này nó kêu theo nó kêu âm đó chú này chị nó không có lần này. Mèo, nó tên con mèo. Và cái hàng nó tên mèo. Không có con nghĩ nhiên đó nó tên con mèo. Dạ. Yeah. Bà chị. Đấy là bà con với cô hả? Bà con với cô hả? Yên Nhi là bà con với cô hả? Thì bà chị hai tôi là cái nhà tên lộn là cái sao quán rửa xe đường xuống đó phải không? Bỏ đó có cái tới nhà mà có cây bông rồi là chị hai tôi rồi tới cái nhà của ông chính lý ở Cần làm bún. Đó nhà bà cụ rồi đối diện với bà đó thì đối diện đó là vậy là cô là phía bên chú Vũ hay là phía bên của mẹ chú ở bên chú ha. Rồi hồi đó bà dẫn về thờ ở con quỷ bà chị mau là con quỷ. Vậy là thằng bồ của Yến Nhi là thực tập ở thực tập mấy ngày rồi cô? 23 tuổi luôn á. Thực tập mấy ngày rồi cô? Thực tập cách đây 14 âm lịch. 14 âm lịch là thực tập tới nay là cũng hình như cũng 3-4 ngày. 4 ngày. Vậy là công an người ta dẫn đoàn tới đi thực tập luôn mới tại vì hôm bữa cũng nghe bên phía công an rồi cũng có những cái kết luận rồi cũng gần như là cũng sắp đưa ra xét xử đó con. Bữa nay là 4 ngày trước là cũng đưa bé trai 23 tuổi đó ra là cũng thực tập luôn là biết cũng như thế nào rồi. Dạ con thấy nhiều quá. Dạ. Nhiều quá nó ghê quá. Nhưng mà cô nghĩ có không? Cô nghĩ ông chú có không? Chắc không có. Chắc thôi đúng không? Ông ngủ sai rồi, ông tỉnh rồi chết mà. Tỉnh như nàng bà nàng ông qua mơ chết rồi mà có cái vụ đó. Còn này ông ngủ rồi chết, nhỏ này nó đâu có biết chứ gì. Xuống ra nàng đó. Thì hôm bữa con đi trực tiếp vô cô Thị Màu á thì mới lần đầu á cô Thị Màu nói là nhậu xỉn vô thì ổng giống như mà ham muốn cái không có ổng ăn năm xong rồi con mới nói hỏi là cái vấn đề á là ổng làm như mẫu rồi. Dạ nhưng mà khi mà con hỏi lại cô đó nói là giống như mà xỉn vô ham muốn nhưng mà hồi á cô nói là xỉn vô ổng có làm ăn gì không là nó không có mà giống như mong muốn. Hiện giờ ai cũng có gia đình thôi, mấy đứa biết có. Dạ đúng rồi. Giờ cô cũng lớn tuổi rồi. Cái đệ nói mà cũng ví dụ như ổng lúc mà ổng mới xây về ổng có dụ ham muốn đi nhưng mà ổng xây cỡ đó cô nghĩ chắc ổng cũng lên ổng không có làm gì được. Cái một cái đại chậu cũng có làm chứ lạ. Tại mình cũng có gia đình mình cũng chưa biết. Ừ.
nếu mà dẫn thằng bồ của Minh Nhi đi thực tập thì thằng đã chắc cũng tội cũng ghê lắm rồi. Thì bảo vậy không rồi. Cái hàng này, kia là cái tội của nó là chắc chắn rồi. Chắc chắn là tại nhỏ kia còn nhỏ quá. Với tất cả những cái bằng chứng với những cái đoạn ghi âm với tin nhắn nó đã có đầy đủ. Pháp đó, nó sợ phải dữ lắm. Thằng Pháp đó là anh của mà con Minh Nhi. Tại vì bà đặt tên không có giống ai, tên con mèo là Pháp. Còn tên tên giấy thì nó tên Yến Nhi. Thì bà chị cứ bà nói tội thôi, bà nói nó ngựa dữ lắm. Sáng đó người ta đưa gà rồi đó. Nên nó đi nó chen đường ra ngồi mà chen vô mấy thằng đánh chửi cái gà luôn. Đâu có chịu mấy thằng đánh gà. Còn Yến Nhi nó cứ sát sát đấy hả? Nhỏ đó nó khoái đàn ông. Ủa là sao cô nói không hiểu tâm? Bảo tình thương thôi. Phước là chết bà. Vậy là cũng nhiều người. Vậy hồi lúc trước là bà có chú Vũ rồi bà ở với ông Phước nào đó là ông Phước chết rồi. Là tới cái ông Phước. Phước cũng chết. Cái ông Xui trong hôm bữa con quay là ông khác nữa. Ông Xui đâu có ông Xui. Ông Xui gái là ở đâu á. Ông dẫn về, thằng Pháp đó nó dẫn nó đâu á. Xứ nào về á, làm gì bà ta qua đây làm chi đâu. Cũng chỉ là cái thằng con trai bữa là mà làm lên rồi mà ta đừng mà ta không biết nó vô bả dữ quá thì ta nói ta dòng họ không á đó là xuống dòng họ cho luôn á cô họ bên chồng mà ai cũng sợ cái thằng con trai của bà cô Màu á cái nó cũng sợ bả lắm không sợ dữ lắm. Cô là cái giò kiểu như ở nhà đó là bả con trai của Màu có thật cái giò nữa không? Cô biết giờ là con trai của cô giờ ở đâu ạ? Nó ở phố nó làm. Thành phố này cô có biết rõ là chị không? Tào ở đâu biết. Đi làm với chị cũng không? Có hay về không ạ? Có hay về không ạ? Ít về. Nên trai nó làm gì vậy cô? Nó làm công ty như vậy. Tại cô cũng ít cái về đó, cũng ít hỏi thăm. Có lâu lâu đó là hôm lúc trước con bà chưa có gắn đáp đó bà cụ á. Chưa có gắn đáp đó thì lâu lâu cái cho giỏi cho trăm. Cô cũng làm mà được là cô ít chứ cô không có nhiều. Cô đầu cô cho mượn chục cái gạo. Cô mới nói chuyện hội thì cô cho mượn 50 cái gạo. Chục cái gạo, 5, 3, 2, phà, 1, 10, phà vậy. Dạ. Thấy ai khổ, cái em nhỏ cháu với quán cà phê vậy. Nó nói, Phúc ơi em có người sĩ với ngoài nên nên chữ nó về. Em bệnh nên chân chú mà. Nó cắt cái nhây, nó cắt cái nó ta che tấm bạc thì người ta to nó về để làm đây này. Nếu mai thấy cái củng cho tiền thôi. Dạ. Thôi mày cho mượn 3 tăng cho nó đi. Cơ hội chú Vũ là ra ngoài cũng còn rất là cao. Nhưng mà tới nhà già chắc không biết già nổi hơn. Không, chết ở trong đó luôn. Từ bữa thiếu rượu là mất cái gì. Tại vì rượu là cũng như thuốc, liều thuốc vậy á. Rượu là thằng Phước mà ở với bà nào là chết cũng bị rượu á. Từ bữa mà chú Vũ bị như vậy ạ. Thế con chú Vũ có về không? Từ đâu phải một ông này đâu ý là con của chú Vũ có về đây không ạ? Đâu có không rồi, đâu có về gì gì á. Nó nghe nó lấy cái tin nhắn rồi của con Yến Nhi đó, nó gì đó hỏi thanh giảng đi em nhà tọ rồi nó báo nhiều quá có nhà không gì thì cũng câu ở trong lúc tức hết chứ cô có biết đâu. Cô đâu có về dưới đâu ấy. Vậy là thực tế là cô biết là bà Màu đó là bà nhiều ông lắm ha, mà bà sao bà sát đàn ông lắm mà sao mà bà chết tới hai ba người đàn ông vậy, mà ba hai người đàn ông quen bà đều chết hết hả cô? Chắc bị sát chồng rồi. Sát đàn ông ở cô không biết, bà chị cô á qua cái bà nó tời ơi ổng giờ cũng cùng ổng bắt mèo tao ăn luôn rồi nó giờ cũng hết biết thì ổng không còn gì nữa trên Phước nó ra ổng vô tối ngày ổng ở ổng đi làm đi nhậu chưa về ổng bằng heo chưa về là thằng kia qua rồi. Còn cái nền đất của bà cụ đang ở là đất nhà không có bà có một thằng con có tài thằng thứ hai cũng chết rồi là đối diện với chị cô. Cái nhà có bông giấy á mà cái bên trái nhà chị cô bên mày nhà chị hai cô
là tới cái nhà của ông Vũ thì chú đó là tới nhà bà cụ với chú Lý, nhà bà Út đó là hai em gái. Cái nền đất đó là của bà cụ. Của bà cụ. Bà cụ đứng tên. Bà cụ đứng tên, nhưng mà giờ ta nó ở đó thì nó lo cho bà vậy đó. Có mấy đứa gái thì có chồng nó cũng khổ rồi chứ. Nghe bao làm thứ 8 mà thứ mấy ta? Ba, thứ ba không có phải cái giò.